Dịp hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, do vậy tình trạng trẻ em trèo kéo, đeo bám khách du lịch trên địa bàn thị xã Sapa có chiều hướng gia tăng. Thống kê sơ bộ, thị xã Sapa có khoảng 90 trường hợp trẻ em tham gia trèo kéo, bán hàng rong, đeo bám khách du lịch. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã tổ chức hàng nghìn lượt tuyên truyền trên hệ thống loa, vận động trực tiếp 140 trường hợp ký cam kết không tham gia chèo kéo, đeo bám và ăn xin, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn, nhất là tại các địa bàn trọng điểm có đông khách du lịch. Việc thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp chống nạn chèo kéo, đeo bám khách tiếp tục được lực lượng chức năng phối hợp với các ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể kiên trì triển khai.